Chào mừng các em học sinh tham gia lớp học trực tuyến môn sinh học 8. Giáo viên Lê Hoàng Yến, trường trung học cơ sở Trần Quang Khải thực hiện. Trước khi đi vào nội dung bài học hôm nay, ở mỗi bài dạy đều có những câu hỏi tương tác và nội dung bài tập. Các em theo dõi và trả lời câu hỏi, thực hiện bài tập theo yêu cầu. Bạn nào thực hiện tốt, cô sẽ có điểm cộng ở mỗi bài để khuyến khích các em trong quá trình học tập. Chúng ta cùng nhau cố gắng nhé. Tiết số 1, bài số 1, bài mở đầu. Nội dung tiết học hôm nay gồm có 3 phần chính. Thứ nhất, vị trí của con người trong tự nhiên. Thứ hai, nhiệm vụ của môn cơ thể người và vệ sinh. Thứ ba, phương pháp học tập môn học cơ thể người và vệ sinh. Phần thứ nhất, vị trí của con người trong tự nhiên. Trong chương trình sinh học 7, các em đã học các ngành động vật nào? Chúng ta cùng nhau nhìn lại. Thứ nhất, đó chính là ngành động vật nguyên sinh. Thứ hai là ngành thuộc khoang. Thứ ba là ngành dung dịp. Thứ tư, ngành dung tròn. Thứ năm, ngành dung đốt. Và thứ sáu, ngành thon mềm. Thứ bảy, ngành chân khớp. Và thứ 8 là ngành động vật có xương sống. Lớp động vật nào trong ngành động vật có gương xương sống có vị trí tiến hóa cao nhất? Lớp cá, lớp lưỡng cư, lớp bò sát, lớp chim và lớp thú. Và lớp thú là lớp động vật tiến hóa nhất trong ngành động vật có xương sống. Người với thú có những đặc điểm gì chung? Đầu tiên các em nhìn thấy đó là đều có lông mao. Thứ hai là đẻ con. Và thứ ba đó là nuôi con bằng sữa mẹ. Đặc điểm con người khác động vật ở chỗ nào? Đó chính là lao động bất lệ thuộc vào thiên nhiên. Con người có tiếng nói, có chữ viết, có tư duy trừu tượng. Em hãy xác định những đặc điểm nào dưới đây chỉ có ở người, không có ở động vật. Đánh dấu X vào ô ở cuối câu đó. Thứ nhất, đi bằng hai chân. Thứ hai, sự phân hóa của bộ xương người phù hợp với chức năng lao động bằng tay và đi bằng hai chân. Thứ ba, nhờ lao động có mục đích nên bất lệ thuộc vào thiên nhiên. Thứ tư, răng phân hóa thành răng cửa, răng nanh và răng hàm. Thứ năm, có tiếng nói, có chữ viết, có tư duy trừu tượng và hình thành ý thức. Thứ sáu, phần thân của cơ thể có hai khoang, ngực và bụng. Thứ bảy, biết dùng lửa để nấu chín thức ăn. Thứ tám, não phát triển, sọ lớn hơn mặt. Như vậy đó là 2, 3, 5. Và 8.
phần thứ nhất chúng ta cùng nhau ghi bằng vị trí của con người trong tự nhiên là người là động vật thuộc lớp thú. Đặc điểm cơ bản phân biệt người với động vật là biết chế tạo và sử dụng công cụ lao động và mục đích nhất định, có tư duy, có tiếng nói, có chữ viết. Các em ghi bằng. Vị trí của con người trong tự nhiên, người là động vật thuộc lớp thú. Đặc điểm cơ bản phân biệt người với động vật là biết chế tạo và sử dụng công cụ lao động vào những mục đích nhất định, có tư duy, tiếng nói, chữ viết. Với vị trí của con người trong tự nhiên như vậy, con người đã làm chủ thiên nhiên. Điều đó đã chứng tỏ con người là loài tiến hóa nhất. Như vậy, nhiệm vụ của môn cơ thể người và vệ sinh là gì? Chúng ta sẽ cùng nhau đi qua tìm hiểu phần thứ hai. Đó là nhiệm vụ của môn cơ thể người và vệ sinh. Các em hãy trả lời các câu hỏi sau. Môn cơ thể người có những nhiệm vụ nào? Nhiệm vụ nào là quan trọng hơn? Vì sao phải nghiên cứu cơ thể và cả ba mặt cấu tạo, chức năng và vệ sinh? Các em có 3 phút. Để cùng nhau chúng ta suy nghĩ và làm ra ý nhé. Thứ nhất, môn cơ thể người có những nhiệm vụ nào? Thứ hai, nhiệm vụ nào là quan trọng hơn? Và thứ ba, vì sao phải nghiên cứu cơ thể về cả ba mặt cấu tạo và chức năng và vệ sinh? Cây mở sách giáo khoa, nghiên cứu và trả lời các câu hỏi nhé. Bạn nào nhanh tay có thể trả lời ở phần tin nhắn tương tác với cô. Cô có thể kiểm tra điểm danh và kiểm tra câu trả lời của các em qua tin nhắn nhé.
nhắc lại câu hỏi. Thứ nhất, môn cơ thể người và có những nhiệm vụ nào? Thứ hai là nhiệm vụ nào là quan trọng hơn? Thứ ba, vì sao phải nghiên cứu cơ thể về cả ba mặt, cấu tạo, chức năng và vệ sinh? Các em còn một phút. Thời gian các em hãy cùng nhau xem đáp án nhé. Đầu tiên, môn cơ thể người có hai nhiệm vụ. Thứ nhất là giúp ta thấy rõ loài người có nguồn gốc từ động vật nhưng đã vượt lên vị trí cao nhất về mặt tiến hóa. Thứ hai, cung cấp kiến thức về đặc điểm cấu tạo chức năng của cơ thể người, những hiểu biết về phòng chống bệnh tật và rèn luyện thân thể. Về nhiệm vụ 2 là nhiệm vụ quan trọng hơn. Vì hiểu rõ đặc điểm cấu tạo và chức năng sinh lý của cơ thể, chúng ta mới thấy được loài người có nguồn gốc động vật nhưng đã vượt lên vị trí cao nhất về mặt tiến hóa nhờ có lao động. Vì muốn hiểu rõ được chức năng của một cơ quan, còn hiểu rõ cấu tạo của cơ quan đó. Mặt khác, khi đã rõ cấu tạo và chức năng của một cơ quan, ta có thể đề ra những biện pháp vệ sinh cơ quan này. Như vậy, thông qua nhiệm vụ của môn cơ thể người và vệ sinh, chúng ta đã nắm được bộ môn cơ thể người và vệ sinh giúp chúng ta hiểu biết về cấu tạo, chức năng sinh lý của các cơ quan trong cơ thể, mối quan hệ giữa cơ thể và môi trường, những hiểu biết về phòng chống bệnh tật và rèn luyện thân thể, bảo vệ cơ thể, kiến thức cơ thể người và vệ sinh. Chúng ta sẽ liên quan đến những ngành khoa học nào? Quan sát các hình ảnh sau đây và hãy cho biết kiến thức về cơ thể người và vệ sinh có quan hệ mật thiết với những ngành nghề nào trong xã hội. Với hình 1.1, chúng ta sẽ thấy cán bộ y tế chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Như vậy, nó sẽ liên quan đến ngành y khoa. Ở hình thứ hai, chúng ta thấy bóng đá là một môn thể thao ưa thích thì nó sẽ liên quan đến ngành thể dục thể thao. Và thứ ba, cô giáo dạy trên lớp, nó sẽ liên quan đến ngành giáo dục. Như vậy, nhiệm vụ của môn cơ thể người và vệ sinh là gì? Đó là cung cấp những kiến thức về đặc điểm cấu tạo và chức năng của cơ thể người trong mối quan hệ với môi trường. Thứ hai là những hiểu biết về phòng chống bệnh tật và rèn luyện thân thể. Thứ ba, kiến thức về môn cơ thể người có liên quan mật thiết đến ngành khoa học như y học, tâm lý, giáo dục học, hội họa, thể dục thể thao, vân vân. Các em đi bài. Hai, nhiệm vụ môn cơ thể người và vệ sinh. Cung cấp những kiến thức về đặc điểm cấu tạo và chức năng của cơ thể người trong mối quan hệ với môi trường. Những hiểu biết về phòng chống bệnh tật và rèn luyện thân thể. Kiến thức về cơ thể người có liên quan mật thiết tới nhiều ngành khoa học như y học, tâm lý, giáo dục học, hội họa, thể dục thể thao. Cung cấp những kiến thức về đặc điểm cấu tạo và chức năng của cơ thể người và trong mối quan hệ với môi trường. Những hiểu biết về phòng chống bệnh tật và rèn luyện thân thể. Kiến thức về cơ thể người
có liên quan mật thiết tới nhiều ngành khoa học như y học, tâm lý, giáo dục học, hội họa, thể dục thể thao. Chúng ta sẽ qua phần thứ ba, phương pháp học tập môn cơ thể người và vệ sinh. Mỗi bộ môn đều có một cái phương pháp học tập riêng. Em hãy lựa chọn các phương pháp học tập phù hợp với từng yêu cầu để đạt được những mục đích nhất định nhé. Đầu tiên, để đạt được học về cấu tạo, chúng ta sẽ sử dụng bằng phương pháp quan sát. Về chức năng, chúng ta sẽ tìm hiểu qua các thí nghiệm. Và cuối cùng, vệ sinh, chúng ta sẽ sử dụng bằng vận dụng trong cuộc sống hàng ngày của mình. Phương pháp học tập môn cơ thể người và vệ sinh. Thứ nhất, quan sát. Chúng ta sẽ quan sát các tranh ảnh mô hình tiêu bản mẫu sống để tìm hiểu hình thái cấu tạo. Thứ hai là bằng thí nghiệm, chúng ta sẽ tìm hiểu chức năng sinh lý của các cơ quan trong cơ thể. Và thứ ba, vận dụng kiến thức giải thích các hiện tượng thực tế, có biện pháp rèn luyện thân thể. Phương pháp học tập môn cơ thể người và vệ sinh, cô nhắc lại một lần nữa. Chúng ta thấy có 3 phương pháp chính. Thứ nhất là quan sát tranh ảnh, mô hình, tiêu bản, mẫu sống để tìm hiểu hình thái cấu tạo. Bằng các thí nghiệm, chúng ta sẽ tìm hiểu chức năng sinh lý của các cơ quan trong cơ thể. Và thứ ba là vận dụng kiến thức, giải thích các hiện tượng thực tế, có biện pháp rèn luyện thân thể. Quan sát trên ảnh mô hình tiêu bản mẫu sống để hiểu rõ hình thái cấu tạo. Bằng thí nghiệm để tìm ra chức năng sinh lý các cơ quan, hệ cơ quan. Vận dụng kiến thức giải thích các hiện tượng thực tế, có biện pháp vệ sinh, rèn luyện cơ thể. Em ghi bài. Phương pháp học tập bộ môn cơ thể người và vệ sinh. Bằng quan sát tranh ảnh, mô hình, tiêu bản mẫu sống để tìm rõ hình thái cấu tạo. Nhắc lại một lần nữa, quan sát tranh ảnh, mô hình, tiêu bản mẫu sống để hiểu rõ hình thái cấu tạo. Thứ hai là bằng thí nghiệm để tìm ra chức năng sinh lý của các cơ quan, hệ cơ quan. Thứ ba là vận dụng kiến thức giải thích các hiện tượng thực tế, có biện pháp vệ sinh, rèn luyện cơ thể.
Để nắm chắc hơn về bài học hôm nay, cô có một số câu hỏi vận dụng như sau. Em hãy chọn câu trả lời đúng nhất. Câu thứ nhất, con người là một trong những đại diện. Con người là một trong những đại diện của A. lớp chim, B. lớp lưỡng cư, C. lớp bò sát, D. lớp thú. Bạn nào trả lời nhanh, đó chính là lớp thú. Câu số 2, con người khác với động vật có vú ở điểm nào sau đây? A. có tiếng nói, chữ viết, có tư duy. B. có lông mao, đẻ con, có tuyến sữa. C. có tuyến sữa. D. nuôi con bằng sữa. À, chúng ta chọn A đúng rồi. Để tìm hiểu về cơ thể người, chúng ta có thể sử dụng phương pháp nào sau đây? Quan sát tranh ảnh mô hình để hiểu rõ đặc điểm hình thái cấu tạo của các cơ quan trong cơ thể người. Thứ hai, tiến hành làm thí nghiệm để tìm ra những kết luận khoa học về chức năng của các cơ quan trong cơ thể người. Thứ ba, vận dụng những hiểu biết khoa học để giải thích hiện tượng thực tế, đồng thời áp dụng các biện pháp vệ sinh và rèn luyện thân thể. À, chúng ta chọn cả ba phương pháp này luôn. Chúng ta sẽ chọn câu A. Câu số 4, yếu tố nào dưới đây đóng vai trò cốt lõi giúp con người bớt lệ thuộc vào thiên nhiên? A. bộ não phát triển, lao động. B. lao động. C. sống trên mặt đất. D. di chuyển bằng hai chân. À, chúng ta chọn câu B, đó là lao động. Câu số 5, đặc điểm nào dưới đây chỉ có ở người mà không có ở động vật khác? Thứ nhất, biết dùng lửa để nấu chín thức ăn. 2. đi bằng hai chân. 3. có ngôn ngữ và tư duy trừu tượng. 4. săn phân hóa. 5. phần thân có hai khoang, khoang ngực và khoang bụng, ngăn cách nhau bởi cơ hoành. Thứ nhất, A là chúng ta chọn 1 và 3. B. 1, 2, 3. C. 2, 4, 5. D. 1, 3, 4. Như vậy các em quan sát đặc điểm nào chỉ có ở người mà không có động vật khác? Đáp án là A. 1 và 3, biết dùng lửa để nấu chín thức ăn và có ngôn ngữ và tư duy trừu tượng. Em hãy nêu những đặc điểm giống nhau và khác nhau giữa người và động vật thuộc lớp thú. Giống nhau. Như vậy những đặc điểm nào giữa người và thú giống nhau và khác nhau? Chúng ta thấy giống nhau là đều có lông mao, đẻ con, có tuyến sữa và nuôi con bằng sữa. Về khác nhau thì chúng ta thấy người biết lao động, có tư duy, có tiếng nói và chữ viết. Vậy chúng ta sẽ kết thúc bài học hôm nay. Về nhà các em học bài và làm bài tập trang 7 sách giáo khoa, xem trước nội dung của bài 2, các phần của cơ thể người, thành phần, cấu tạo và chức năng của các hệ cơ quan trong cơ thể người. Bài học đến đây kết thúc. Xin chào các em.